Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Hà nha. Và hôm nay sáng ra là Hà đang thay nước cho ba ba nha. Hà đang thay nước cho ba ba. Và hồi tối hôm đêm hôm á, Hà cho ba ba ăn cá nha mọi người. Ăn cá và sáng nay Hà thay nước và Hà lụm mấy cái xương cá ra bỏ. À, hiện tại là ba ba Hà đang ngâm trong nước muối khoa loãng nha mọi người. Một thao nước nha. Một thao nước này là Hà sẽ bỏ vô một nắm muối. Một nắm muối pha cho muối nó tan ra rồi Hà đổ vô đây để ngâm ba ba ha. Và trong quá trình ngâm ba ba, Hà theo dõi, Hà quan sát, Hà thấy những cái con ba ba mà bị thương á. Nè. Những cái con ba ba này nè. Nó bị thương do nó cắn nhau mọi người. Đó. Do ba ba này nó bị những cái con kia nó ăn nè. Cắn cái mài nè, nó nát cái mài chưa nè. Ba nó cắn nhau á mọi người. Bây giờ Hà bắt riêng nha những cái con ba bị cắn nè, bị cắn những cái mài lủng lỗ nè mọi người. Hà bắt riêng những cái con ba bị cắn ra. Khi ba nó bị cắn á, mà mình không bắt riêng ra, mình chăm sóc riêng á, thì nó sẽ những cái con ba cái khác á, nó sẽ nhắm ngay cái chỗ cắn này nè, nó sẽ nhắm ngay cái chỗ này nó cắn ba sẽ kiệt sức. Những cái con ba bị thương nó sẽ kiệt sức, nó chết, cho nên mình phải bắt riêng ra, mình chăm sóc và tắm thuốc cho nó để nó nhanh lành. Rồi khi nó lành rồi, nó khỏe mới thả lại. Ba nó ngộ một cái là cái con mà nó bị thương á, là nó bị thương ngay chỗ nào là mấy cái con khác nó đè nó cắn ngay chỗ đó không à. Nè, hồi bắt ra ha, để riêng, để tắm thuốc, để chăm sóc cho nó. Không thôi là bỏ chung trong đây là nó bị cắn, nó chết. Ba cái nè, cái đuôi nó ba lớn đây nè, nó bự như vậy, nó bự ba lớn đây mà nó ha, nó bự như vậy mà cái mai, cái đuôi của nó không ra được khỏi mai là cái con ba cái nha. Còn con ba được là nó cái đuôi nó dài ra khỏi mai luôn nè. Con này ba đực nè. Đó, cái đuôi dài ra khỏi mai là ba đực nè mọi người. Đó, Hà sẽ bắt mấy con này nè, nó cắn nè, cắn cái mai nè, lủng lỗ nè. Hà sẽ bắt riêng ra để chăm sóc đó. Cái con lành đó này nó sẽ đẹp như vậy nè. Cái con ba nó lành lặn á. Ha. Là nó sẽ, cái mai nó sẽ tròn đều nè. Nó tròn đều bóng bẫy nè. Đó. Còn những con bị thương á, nó bị cắn cái mai nó mẻ lỗ. Nó mẻ, nó khuyết vô. Nước muối đủ 5 phút rồi, bây giờ Hà sẽ xả cái nước muối ra. Hà chỉ đổ bớt cái nước muối ra và bơm nước trực tiếp. Bơm nước đầy vô. Và cho nó ăn ha. Bây giờ Hà sẽ cho ba ăn nha. Đúng ra thì cái ngày mà mình không ngâm thuốc á, thì mình chỉ ngâm nước muối thôi. Ngâm nước muối thì mình chịu, mình không cần xả cái nước muối vỏ. Và mình bơm nước, không cần đổ cái nước muối vỏ, mình chỉ bơm nước trọng lên thêm.
là được rồi. Còn khi mà mình tắm thuốc, bữa nào mình ngâm thuốc á, thì trước khi mình ngâm thuốc, xả sạch cái nước muối, xong rồi mình mới ngâm thuốc. Khi mình ngâm thuốc khoảng chừng 15 phút là mình sẽ bơm nước vô cho ba ba ăn. Và hôm nay là đối với ba ba khỏe mạnh thì hôm qua Hà ngâm thuốc rồi, cách một ngày, cách một hết hai ngày Hà ngâm thuốc lần là để ngừa mình, để ngừa bệnh cho ba ba. Còn ba ba mà bị bệnh bị thương á rồi Hà sẽ ngâm thuốc mỗi ngày để ba ba nó lành bệnh, nó hết bệnh và lành vết thương rồi thì khỏe mạnh trở lại, thì Hà mới thả quay lại nha. Con này nó bị thương nè, nó bị mẻ ngay đây nè, bị khuyết ngay đây, bị khuyết ngay cái chốt nè, bị khuyết ngay đây nè ha. Hà bắt ra luôn, khuyết hơi vẫn bắt ra luôn, chứ để nó sẽ cắn ngày càng cái vết thương ngày càng bị lên. Mới thay nước xong là nó ị nè, bởi vì là mỗi ngày mình phải thay, mình cho ăn ngày hai lần thì trước khi cho ăn là mình phải thay nước cho sạch thì mình mới cho ăn, để đảm bảo cho ba ba nó ăn sạch ha. Bây giờ Hà sẽ cho ba ba ăn. Hà bẻ ra làm hai nè, thảy vô Hà ra cho nó ăn ha. Cái ruột bỏ nha, mình rót rồi rửa cái sạch cái ruột, tại vì cái ruột nó vô nó dơ nước á. Nó bu lại nó xé mồi nha mọi người, đó, nó xé mồi đó. Cho ăn xong là tới chiều, là trước khi cho ăn là mình thay nước rồi. Mỗi lần cho ăn trước khi cho ăn là thay nước cho sạch nước rồi mới cho ăn nha. Để đảm bảo cho ba ba nó ăn sạch. Bữa nay là Hà bỏ, chắc Hà sẽ bỏ cái này. Hà sẽ bỏ cái này, Hà không xài cái này cho ba ba nữa, tại vì á cái này nè, nó quấn vô cái chân ba ba, quấn vô cổ ba ba làm chết ba ba nha mọi người. Hà bỏ, Hà không xài cái này, Hà đổi xài cái lưới này. Hà sẽ thả này vô cho ba ba nó có chỗ đu đeo. Trong quá trình chăn nuôi á thì Hà rút kết được những cái kinh nghiệm gì Hà sẽ chia sẻ với mọi người. Cho ba ba lành ăn rồi, bây giờ mình sẽ tới chăm sóc ba ba những cái con ba ba bị thương. Đổ lại cái thau ha, Hà sẽ đổ lại ba ba lại cái thau. Hà sẽ lấy thuốc Hà ngâm ba ba bi để mau lành vết thương. Còn cái này oxy tê tra để kháng viêm kháng vi khuẩn. Rồi này là kháng sinh đó mọi người, oxy tê tra là kháng sinh nha. Còn bi để gắp chung vô để mau lành vết thương á. Chọn mỗi thứ một viên nha, tại vì ba ba mình ít
6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 con nè. Cái này đến 5, 3, 3 là mình có chọn một viên, một viên bi và một viên Oshiteka nha. Trộn luôn vậy nè. Trộn cho thuốc nó ngấm vô mình con ba ba nha. Nó kém mấy cái này. Bây giờ ba 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 mấy ba con ba ba bị thương á, ngâm trong thuốc được 15 phút rồi ha. Thì bây giờ bơm nước vô cho nó ăn. Họ sẽ chăm sóc nó trong cái thao này luôn. Giờ bơm nước vô cho nó ăn nha, không có xả cái nước thuốc ra, chỉ bơm nước trực tiếp lên luôn, vẫn giữ cái nước cái thuốc là. Ăn thuốc rồi, bơm nước vô rồi, bây giờ cho nó ăn xong nè, gãi thức ăn trực tiếp lên luôn. Con nào nó đói thì nó trườn lên nó ăn ha. Rồi xong, Hà xin kết thúc cái video tại đây nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hà nhé. Và đón xem những cái video tiếp theo của Hà 19h30 tối thứ 7 và thứ 6 hàng tuần nha.